Hôm nay mình và anh Tú lại đi mua xe lăn để trao cho chú Phú ở quận 2 Thủ Đức rồi cả nhà. Đây là cửa hàng chỗ mình hay mua đồ thiết bị y tế đối diện bệnh viện Đồng Nai. Ở đây bán tất cả các loại xe lăn dành cho những người khuyết tật như thế này. Chiếc xe lăn mà mình và anh Tú mua là trị giá là 13 triệu 500 như cả nhà. Bây giờ hiện tại là nhân viên đang đóng thùng để vận chuyển nhà xe và gác để chuyển lên cho chú. Thế nên mình cùng theo trang nhóm mình đi trao xe lăn cho chú Phú ở quận 2 Thủ Đức. Nhà cả nhà. Hello tất cả mọi người nhé. Thì hiện tại bây giờ là em đã tới phòng của chú Phú rồi nhá. Bây giờ mọi người cùng theo chân em hạ cái xe lăn này xuống để ráp xe lăn cho chú nhá. Anh Tú à, hiện tại là đang ráp xe cho chú. Cây đấy tôi thấy là nó kẹt lại. À, 14 triệu. Tôi có mà hỏi chú để con đây sửa xe cho chú ơi. Mua xe mới. Chạy xe lại cho chú lên chạy thử đi. Cái cua để tra cho chú. Có bằng lái chưa đó mà chạy. Lấy đồ lên đây nè. À, đi ghế. Đây. Đây. Để đặt tiền đúng chú. Hả? Đặt tiền đúng không? Đặt cho đó đúng không? Không con giữ xe đúng không? Để đây tôi lấy được. Dạ. Tôi làm được. Làm được. Ok. Đấy. À. Đây là đồ này cho thấy mặt chú lên. Đấy, đi. À để đây thường ngày là mình phải tự lên như vậy đúng chưa nhỉ? Ừ. Tôi lên đi như vậy. Rồi quay đằng qua hết. Lên này. Lên này. À. Thế là lúc tôi lên là phải khóa bánh trước nha, đúng không? Tôi phải khóa bánh tại vì trước rồi. Có chút con này rồi. Lên, úi giời, được. Đấy thì con đang phân vân mà không biết chú lên kiểu gì. Hết rồi đó. À, rồi ok rồi quay lại thế nào. Rồi xong rồi. Nào quay quay lại con mở bánh cho chú chạy thử nha. Rồi rồi rồi. Wow. Quá good. Quá ok. Quay lại quá. Dạ quay lại. Ok chú rồi từ để con rồi ok hôm nay chú nhận được một cái xe lăn mới này thì chú có điều gì nói với quý vị ân nhân không ạ? À, thì tôi trước nhất thì tôi cảm ơn mạnh thường quân rất nhiều vì cũng đã ủng hộ cho tôi chiếc xe lăn. Thì tôi cũng ủng hộ trước là thôi là chú Tú đi sau đó là tất mạnh cả thường quân mạnh thường quân
Thì hôm nay thì chú Phú rất là vui vì mình nhận được một con xe mới để chú có thể là ban ngày chú đi kiếm đi xin cơm về chú sinh sống nhé. Thì thay mặt chú Phú cảm ơn tất cả quý vị ân nhân trong và ngoài nước rất là nhiều, và chúc sức khỏe tất cả quý vị ân nhân thật nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc, làm ăn phát tài phát lộc. Em và chú Phú xin chân thành cảm ơn quý vị ân nhân rất nhiều nữa. Dạ, ok chú. Rồi, bây giờ chú khóa bánh xe đi. Khóa bánh xe, đấy. Không, không cần khóa. À, không cần khóa. Tại vì tôi xuống ở đây là thôi, chứ không có gì hết đấy. Dạ. Cái là tôi... Tắt xe. Tắt đi, tôi dạ. À, tắt xe nè. Tắt xe nè, mình... Út, đấy. Lên. Mạnh quá thì nó vụt được. Con tưởng là chú kéo cái chân kia lên. Đó, nó tự nó. Yeah. Cái loại này nó kỳ lắm. Loại beam này đó. Yeah. Có lúc đó thì nó không an, cái lúc cái tự động nó an cái nó giọt một cái.